Vietnam Airlines báo lãi ngàn tỷ, cổ phiếu cũng tăng kịch trần. Vừa được xóa nợ, Vietnam Airlines báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu của hãng hàng không này cũng tăng kịch trần sau khi rớt giá. Vietnam Airlines đã báo cáo trong quý 2 có thu nhập khác hợp nhất tăng mạnh ở mức 1.684,5 tỷ do phương án được đối tác tiếp tục xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu. Những biến động này liên quan đến kết quả Vietnam Airlines quý 2 với mức lãi sau thuế 1.034,7 tỷ, hoàn toàn đảo ngược so với kết quả thua lỗ tới 1.348,7 tỷ. Nửa năm đầu 2024, lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines đạt 5.476 tỷ đồng và của công ty mẹ đạt 1.216 tỷ. Cho đến ngày 31 tháng 3, Vietnam Airlines vẫn lỗ lũy kế 36.742 tỷ và vốn chủ sở hữu âm hơn 12.556 tỷ. Vietnam Airlines được cứu khi ngày 15 tháng 5 năm 2024, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 18, NQ-CP đồng ý báo cáo Quốc hội cho phép gia hạn trả nợ khoản vay tái cấp vốn cho doanh nghiệp này. Trong khi đó, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng Vietnam Airlines vẫn đang khủng hoảng nghiêm trọng về tài chính.